Chào các bạn nhé, clip tối ngày hôm nay thì đầu tiên sẽ thanh lý cho các bạn mấy cái con iPhone 8 thường, 8 nhỏ màu đen. Tình trạng là zin nguyên bản nhà sản xuất. Bộ nhớ là 64GB, màn hình nhỏ gọn 4.7 inch, lưng kính khá là đẹp. Và máy này thì mình cam kết là nguyên zin chuẩn quốc tế. Vân tay vân tiếc đầy đủ, đầy đủ mọi chức năng không có lỗi lầm. Bán ra sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Và giá ngày hôm nay mình thanh lý cho các bạn cực kỳ là rẻ chỉ có là 2 triệu 750 nghìn một máy các bạn nhé ở đây mình còn 3 máy màu đen còn 3 máy màu đen nguyên zin 64g chuẩn chỉ ok và bên mình bán thì các bạn biết rồi chỉ có máy không không có tặng phụ kiện và không bao ship và thật sự iPhone 8 64g máy zin quốc tế bảo hành 6 tháng mà giá 2 triệu 750 thì là một mức giá quá rẻ rồi và mình chỉ có 3 sản phẩm để bán thanh lý cho các bạn ngày hôm nay thôi các bạn nhé Cam kết là hàng zin chất chuẩn quốc tế bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi Máy trần không tặng kèm phụ kiện và không bao ship Bạn nào kết thì liên hệ đến mình để chốt luôn Tránh trường hợp hết hàng vì số lượng không còn nhiều Và giá thì lại cực kỳ là rẻ các bạn nhé Ok và sau khi thanh lý cho các bạn iPhone 8 khá là rẻ rồi Thì mình cũng tiếp tục uh, thanh lý cho các bạn một số cái link phụ kiện à, uh, lại còn rẻ hơn nữa đó là cái sản phẩm tai nghe dành cho dòng Android à, tai nghe Bluetooth không dây sản phẩm này là sản phẩm linh kiện cao cấp và thật sự mình bán giá rất rẻ cho bạn chỉ có 290.000 290.000 là cả tiền ship các bạn nhé có nghĩa là hàng đến các bạn chỉ cần đưa 290.000 là nhận không có mất thêm phí ship nữa mình đã bao ship toàn quốc rồi và mấy ngày hôm nay cái sản phẩm này mình bán rất là nhiều, ngày nào cũng bán mấy chục sản phẩm. Nên là ai kết thì có thể mua ủng hộ cho mình. Và cái việc đặt cái sản phẩm tai nghe JBL này rất là dễ. Nói chung là đối với tất cả các cái loại phụ kiện thì mình không cần chuyển tiền và cũng không cần đặt cọc. Hàng đến kiểm tra rồi thanh toán. Các bạn chỉ cần inbox cho mình cái địa chỉ và số điện thoại của các bạn vào Zalo của mình các bạn nhé. Và số Zalo của mình thì các bạn biết là có ở cái góc phải màn hình của các bạn đây này và các bạn vui lòng inbox vào một trong hai số Zalo ở đây để mà nhắn cái địa chỉ nơi ở của các bạn rồi số điện thoại liên hệ của các bạn mình sẽ ship đến tận nơi và khi nhân viên ship hàng giao đến thì các bạn thanh toán 290.000 đối với sản phẩm tai nghe JBL bạn nào mua tai nghe JBL này chỉ cần nhắn tin cho mình địa chỉ số điện thoại và ghi là mua tai nghe JBL là mình biết rồi mình sẽ chốt và ship đến tận nơi đây đây là bên trong ruột là cái đốc sạc của nó và hai cái tai nghe chỗ này là màn hình lcd để báo cái phần trăm pin cái này thì mình không có bật lên vì nó đang hết pin còn cái hình thể của nó thì cái hộp nó sẽ như thế này đây và đây là JBL HQ15 cái loại cao cấp các bạn nhé loại này là trên thị trường đang bán là hơn 400 nghìn mình bán cho bạn có giá 290 thôi vì là mình nhập ở xưởng về để bán thanh lý cho khách hỗ trợ khách hàng à, mua điện thoại của bên mình thì có thể mua được cái phụ kiện rẻ luôn rồi ok Tiếp theo một cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm tai nghe này Thì là dạng tai nghe Airbot à, Linh kiện cao cấp luôn các bạn nhé Mình cũng bán thanh lý Giá của cái dòng này thì ở ngoài thị trường Nó đâu đó vào khoảng là 450 Thì ở Di động Nhật Nam nhập về bán giá xưởng Cho các bạn là 280.000 Con Airbot uh, 3 Con này là con Airbot 3 Hay còn gọi là AP3 Và con này là có thương hiệu là Hổ Văn nên là mình hay gọi là tai nghe Airpods hổ văn các bạn nhé các bạn khi đặt cái sản phẩm này cũng rất đơn giản chỉ cần các bạn inbox tức là nhắn tin đấy cái địa chỉ của các bạn sang cho mình sang zalo hoặc sang uh, tin nhắn điện thoại đều được rồi các bạn báo cho mình biết là mua tai nghe Airpods hổ văn hoặc là AB3 AP AB phở đấy các bạn đó Airpods 3 đó hoặc là ghi là Airpods 3 là mình biết rồi Ok có 280 ship đến tận nơi và hàng đến là được kiểm hàng rồi nhận rồi mới thanh toán tiền nhá. Như vậy quá là yên trí các bạn ha. Sau khi nhận thì tất cả cái phụ kiện là tai nghe JBL hay là uh, AirPods uh, 3 ba hổ vằn chúng ta đều được bảo hành 6 tháng và lỗi vẫn được đổi như bình thường. Rồi tiếp theo thì hôm nay mình còn một cái sản phẩm uh, iPad mini 4 màu uh, silver còn một cái khá là đẹp chuẩn zin 99%. Máy qua sử dụng nhưng uh, ngoại hình còn tương đối đẹp các bạn thấy đây. Và cái dòng iPad mini 4 thì thật sự là nó gọn nhẹ chuẩn 8 in Và mini 4 thì cấu hình cũng tương đối để giải trí là thoải mái các bạn nhé Và hơn thế nữa, hàng chính hãng của nhà táo Xài được cả SIM mạng rồi cả wifi Nhưng giá thì lại rất rẻ, chỉ có 2 ,8 triệu 8 Thị trường đang bán cái sản phẩm này đâu đó khoảng 3 ,2 triệu 2 Các bạn cứ việc tham khảo thoải mái, tham khảo nhiều nơi Thấy ok thì các bạn mua ủng hộ cho mình và sản phẩm bên mình bán thì bảo hành 6 tháng nên khá yên tâm các bạn nhé Khá là yên tâm Tiếp theo thì mình còn được vài cái sản phẩm đó là iPad Gen 5 Cái dòng Gen 5 này thì cho bạn nào thích cái màn hình hiển thị to Bởi vì nó có cái hiển thị màn hình lên đến là 10 in 10 in Gen 5 này thì pin cực kỳ trâu và dòng này thì cũng khá là ok nhé Dòng này nó cao cấp hơn E2 Thì nói như thế để các bạn dễ hình dung Vì có nhiều bạn sẽ biết cái E2 Chứ không biết cái này cái này là cái Gen 5, iPad Gen 5, 32GB, nó cũng sử dụng được SIM mạng và Wi-Fi đầy đủ. Và nó cao hơn cái đời E2 nha các bạn. Chính vì vậy giá của nó ngày hôm nay mình bán là 3 triệu 8 thì cực kỳ là rẻ. Cực kỳ là rẻ so với giá thị trường. Các bạn cũng cứ tham khảo thoải mái. Thấy ok mua ủng hộ mình. Và đây Gen 5, 32GB mình cũng còn màu silver khá đẹp. Bán ra cũng bảo hành cho các bạn 6 tháng. Và mọi người biết rồi đấy, ở Nhật Nam bán thì chỉ có máy không thôi nhá mình không có tặng bất cứ một cái phụ kiện nào đâu các bạn mua thêm bất cứ cái gì đều phải cộng thêm tiền và đối với dòng điện thoại hay là ipad hay là máy tính bảng có giá trị cao thì đều phải đặt cọc trước rồi mới à, được chốt đơn thì sau khi đặt cọc thì cho mình địa chỉ mình cũng ship đến tận nơi tiền đặt cọc là để đảm bảo cho cái tiền phí ship và tiền đóng gói sản phẩm thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả các bạn nhé rồi sau đó hàng đến các bạn vẫn được kiểm tra ok rồi ưng ý nhận thì thanh toán nốt cái số còn lại các bạn nhé tiền cọc là mình trừ luôn vào tiền máy rồi và các bạn mua sản phẩm ở nhật nam thì có một cái uh, điều đặc biệt là như thế này nhật nam cam kết là sẽ thu mua lại hết tất cả những cái sản phẩm cũ mà di động nhật nam đã bán ra trong nhiều năm có thể là vài năm trước hoặc năm nay bán vài năm sau các bạn chán hay hư các bạn muốn bán lại cho nhật nam nhật nam vẫn thu mua tuy nhiên có một cái sự bất tiện là các bạn buộc phải gửi về shop di động nhật nam ở tân phú đồng nai thì như vậy điều này ai tin tưởng thì ok, còn bạn nào không tin tưởng thì chắc chắn rồi chúng ta phải tìm nơi gần nhà để chúng ta thuận tiện cho cái việc trao đổi các bạn ha. Nhưng mình nghĩ thì ở thời buổi bây giờ và khi mà cái lĩnh vực online nó phát triển lớn mạnh như thế này, trong khi shop di động Nhật Nam bán online đến nay đã 5 năm rồi từ 2018 đến giờ rồi thì chả có cái gì các bạn phải lo lắng cả. Có bất kỳ vấn đề nào muốn đổi, chắc nâng cấp lên đời, gửi máy về shop sửa hay là gửi máy về shop bán các bạn cứ mạnh dạn gửi về, shop nhận được sẽ xử lý cho các bạn một cách công tâm nhất và cố gắng là sẽ nhanh nhất để cho các bạn không chậm trễ việc sử dụng nha các bạn. Tuy nhiên là vẫn phải cần có thời gian. Đấy. Và shop Di động Nhật Nam thì có một shop duy nhất ở Tân Phú Đồng Nai thôi nên cũng rất khó nhầm lẫn. Các bạn hãy nhớ rằng Di động Nhật Nam chính hãng uy tín chất lượng là chỉ có một shop duy nhất ở huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai thôi. Và tất cả cái Sản phẩm mình bán ra cho các bạn thì đều gửi kèm cái giấy bảo hành mà trong trường hợp các bạn mất giấy bảo hành thì các bạn chỉ cần có được cái tin nhắn đã chốt đơn ở Di động Nhật Nam chụp sang gửi cho mình cũng được. Đấy chứ còn mình thì không có lưu trữ dữ liệu được nhiều vì là một ngày mình khá là nhiều khách hàng mong các bạn thông cảm. Còn bạn nào muốn biết cái địa chỉ cụ thể của bên mình nữa thì cũng có thể xem ở dưới cái phần mô tả hoặc là vào cái Google Map các bạn nhé, cái Google chỉ đường đấy. Các bạn vào đấy các bạn bấm Di động Nhật Nam Tân Phú Đồng Nai là sẽ hiện lên uh, shop di động Nhật Nam của mình. Rồi, ok và tối hôm nay để mà mình tri uh, ân cho những bạn đã kiên trì theo dõi video này của mình thì mình sẽ giảm giá cho cái sản phẩm 12 Pro vài trăm nghìn một máy. Để cho bạn nào thích thì mua ở đây chúng ta còn rất là nhiều màu vàng 256GB và còn một cái màu đen 256GB. Thì vị trí là mình thấy là có 6 cái màu vàng. Có 6 cái màu vàng. Thì trong đó thì có ba cái mình đã thay pin dung lượng cao tức là gọi là pin châu mình hay review cái pin châu đấy thì dung lượng cao thì xài nó khá là sướng bền thì có ba cái mình đã thay và hàng là đẹp keng các bạn nhé nói thật là hàng này của mình review nhiều rồi đẹp keng và cái đợt hàng 12 hai này cực kỳ đẹp có điều là anh em chắc lăn tăn giá nên chưa mua hôm nay mình nghĩ là mình giảm giá xuống vài trăm thì mọi người chắc là sẽ mua nhiệt tình đấy ok và 12 hai pro này thì sơ lược về cái, cái 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 cấu hình của nó thì khá là khỏe rồi chạy chip A14, ba camera sau chinh phục bóng đêm. Hơn thế nữa đây là cái sản phẩm bộ nhớ nhiều 256G thoải mái cho các bạn quay và chụp lưu trữ đầy đủ mọi cái uh, uh, dữ liệu của các bạn. Màn hình thì tầm trung không to mà cũng chẳng bé 6.1 in. Đấy bạn nào thích vừa vừa thì ok đây nhá Và màu gold đẹp cực kỳ như thế này. Thay pin thì mình thường là bán 14 triệu các bạn cũng biết. Ngày hôm nay mình giảm cho các bạn 300. Nhật Nam không giảm thôi, giảm giảm lớn giảm 300 là còn 13 triệu 700 nghìn thôi 13 triệu 700 nghìn thôi bên cạnh đó thì có cái màu xám đen này cũng là pin 100 đấy mình cũng uh, giới thiệu nhiều ở clip trước tức là mình bán là 13 triệu 800 nhưng hôm nay với việc là giảm 300 thì còn là 13 triệu 500 đấy rất là ok các bạn nhé 12 Pro nhá lưu ý là 12 Pro và lại là cái phiên bản bộ nhớ rất là nhiều 256GB bên cạnh đó thì cho những bạn thích những cái con nguyên zin những con nguyên zin thì tình trạng là pin nó còn 85 86 phần còn xài ok Nói chung dòng này pin 85 xài còn phải hơn một năm nữa mới phải thay pin đấy là mình sẽ định lượng cho các bạn vì là đúc kết từ kinh nghiệm bán hàng lâu năm của mình mình biết được điều đó nhé pin còn 8 mấy phải xài khoảng hơn một năm nữa mới phải thay thì mình sẽ giảm giá tiền pin đi cho các bạn luôn là 500 các bạn cũng biết bình thường nguyên zin chuẩn quốc tế 256g 12 pro đẹp long lanh ở đây này màu gold mình bán chỉ có 13 triệu 500 đúng không thì hôm nay mình giảm giá 300.000 nghìn. 300.000 nghìn thì còn có 10 mười mấy nhỉ 13 triệu 200 mình bán thật sự giá này rẻ bằng một số chỗ người ta đang bán cái phiên bản 128 các bạn nhé màu gold thì thường đã đắt hơn những màu khác vài trăm rồi xong lại 256 ghi bộ nhớ nhiều thế này đấy ok hôm nay là cơ hội và thực tế là mình còn nhiều nên mình giảm xuống một chút để thu vốn để nhập cái sản phẩm khác Tiếp theo thì cũng thế thôi, còn à, tổng cộng là ba con đã thay pin và ba con là chưa thay pin. Ok, ai thích cái thể loại nào liên hệ đến mình. Và mình xin nhắc lại bên mình bán là cam kết hàng zin chuẩn chất ok, bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi và lỗi là đổi chứ không sửa. Điều này rất là yên tâm các bạn nhé. Và bạn nào à, cảm thấy tin tưởng Di động Nhật Nam rồi và đã theo dõi và kết được cái sản phẩm nào trên kênh rồi thì các bạn liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc mua hàng. Còn các bạn ở gần huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop để mua và xem mình có shop ngay sát cổng chợ ngọc lâm xã phú xuân huyện tân phú tỉnh đồng nai còn những bạn mà ngại giao tiếp về vấn đề mua online sợ bị lừa hay là sợ bị máy hỏng không biết phải làm sao thì các bạn có thể chọn cái phương thức truyền thống hiện tại thì ở xung quanh nhà các bạn chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều tiệm điện thoại chúng ta nếu như uh, khó giao tiếp về vấn đề online thì chúng ta mua ở gần nhà cho yên trí các bạn nhé chứ đừng uh, mua online sau đó rồi chúng ta lo lắng rồi chúng ta À, điện thoại đến chúng ta hỏi shop là, là nào là shop có uy tín không là nào là mua như thế ở xa mai mốt làm cách nào thì thật sự shop không giải quyết được những vấn đề đấy à, shop chỉ biết là khi có lỗi thì các bạn buộc phải gửi về cho shop shop kiểm tra nếu là đúng lỗi kỹ thuật shop sẽ đổi cho các bạn một sản phẩm tương đương và khi các bạn đổi nâng cấp lên đời tức là đổi sang sản phẩm khác thì đều phải chịu trượt giá và phải phải bù lỗ các bạn nhé điều đó là lẽ đương nhiên chúng ta không thể nào xài miễn phí được bởi vì À, trên đời này thì thực tế là không có cái gì miễn phí đâu kể cả những cái món đồ mà người ta nói cho tặng thì cũng tính giá vào sản phẩm hết rồi đấy cho nên shop di động Nhật Nam là à, bán theo cái phương thức bán sản phẳng là chi kỷ ok và các bạn à, hãy vui lòng xem video clip vì shop rất bận nên không có chụp ảnh qua Zalo cho bất cứ bạn nào được những bạn mà inbox Zalo yêu cầu mình chụp ảnh thì đa số là những bạn đó sau đó sẽ không chốt được đơn bởi vì các bạn nó sẽ nghĩ rằng là shop mà Uh, chảnh này hay là shop bán hàng mà không phục vụ khách hàng này rồi shop uh, hay là shop lừa đảo hay sao mà không dám chụp ảnh nhưng mà các bạn hãy hiểu cho shop một điều rằng là shop rất bận chứ không phải là uh, rảnh các bạn nhé kênh di động Nhật Nam của shop di động Nhật Nam thì thực tế đã 124.000 người đăng ký theo dõi thì các bạn cũng biết chúng ta ở đây không phải là giao tiếp với một hai người một ngày mà chúng ta giao tiếp hàng 100 người một ngày để chốt lấy 3 40 đơn hàng một ngày để ship đi. Chính vì vậy à, mình mong các bạn cảm thông cho di động Nhật Nam vì không chụp ảnh qua Zalo. Bạn nào nếu như có một cái tiêu chí gọi là tôi mua hàng thì shop phải chụp ảnh qua Zalo cho tôi, tôi mới mua thì các bạn thông cảm có thể mình tìm kiếm những shop khác. Người ta à, có thể là người ta không ế đâu nhưng mà người ta có đông đảo cái lượng nhân viên phục vụ. Còn shop di động Nhật Nam thì trực tiếp mình trực tiếp mình tư vấn cho khách hàng trực tiếp mình làm video clip trực tiếp mình nghe số điện thoại hotline chính vì vậy cái khối công việc của mình nó quá lớn cho nên là mình rất bận và nhưng mà cái điều đó thì nó có một cái lợi điểm là bên mình thì sẽ chi phí rất ít nhân viên và mặt bằng cũng vậy chỉ có một điểm ở tân phú đồng nai chính vì vậy mình sẽ mang về cho các bạn được những cái sản phẩm tốt và ai bao nhiêu năm nay đã tin tưởng di động nhật nam thì nhật nam rất là cảm ơn và biết ơn các bạn vì các bạn đã À, chốt đơn rất là nhanh gọn lẹ Để Nhật Nam còn rất là nhiều thời gian Để làm được những công việc khác nữa Còn những bạn nào cần phải yêu cầu Phục vụ theo như ở đâu đó Ở ABCD nào đó thì à, Các bạn thông cảm giúp mình nhé Rồi lời cuối cùng thì cho Nhật Nam cảm ơn 124.000 người Đã đăng ký kênh Di động Nhật Nam Và hàng triệu khách hàng Đã xem kênh của Di động Nhật Nam Tại sao mình lại 124.000 người đăng ký Mà lại tới triệu khách hàng Bởi vì không phải ai xem cũng đăng ký theo như mình tính toán và định lượng thì cứ 10 người xem thì chắc có một người đăng ký thôi. Đấy. Cho nên là các bạn biết, một là trong số người đăng ký đấy có thể là họ không có tạo Gmail nhập vào YouTube thì họ không đăng ký được này. Có một số người và một số người có thể lớn tuổi không biết. Đấy và một số người thì không muốn đăng ký vì nó hiện cái thông báo Từng tưng lên khó chịu lúc nào muốn xem chủ động ta vào kênh luôn, đúng không? Ok, nếu thế thì bạn nào không phiền thì chúng ta có thể đăng ký ủng hộ Nhật Nam, còn bạn nào thấy phiền thì lúc nào cần chúng ta cứ vào kênh chúng ta xem video chúng ta chọn máy có vậy thôi và khi xem video thì các bạn nhớ like ủng hộ mình nhé chia sẻ cũng như để lại bình luận tương tác cho kênh cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc các bạn thật nhiều niềm vui sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau